Xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em trở lại với Coin Crypto Channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn anh em cách airdrop cái đồng Core ở trên ví trên app Satoshi về ví MetaMask nhé. Như vậy thì như cái hướng dẫn của CoreDAO ấy thì anh em phải vào cái trang web. Đó. Mình sẽ hướng dẫn anh em cách cái nhận airdrop ở trên cái máy tính, đúng không ạ? Ở trên máy tính anh em vào trang web này coreyao.org. Mình sẽ để ở mô tả nhé của video nhé. Sau đó anh em vào cái mục airdrop này, airdrop, đúng không ạ? Đó, vào mục airdrop ấy thì anh em sẽ chọn cái quốc gia nhé. Rồi, ở cái mục này Việt Nam á thì anh em chọn Việt Nam đúng không? Có sẵn Việt Nam này, nếu mà chưa có thì anh em chọn, bây giờ bấm vào. Rồi Việt Nam nhá. Rồi xong nó nhấp vào confirm này. Rồi tới đây rồi anh em sẽ kết nối ví nhá, kết nối này. Nhớ là phải anh em ở trên máy tính ấy phải tải cái MetaMask vào cái Chrome ấy. Đúng không ạ? Thì mới kết nối được nhá. Rồi xong vào đây bấm vào tiếp theo. Nhấp vào kết nối. Đó. Như vậy thì một chút nữa khi mà tới 17 giờ ấy, đúng không ạ? Còn mấy phút nữa thôi. Thì khi đó sẽ có cái số core nó sẽ hiện ở trên cái hiện có sẵn để yêu cầu bồi thường ấy. Thế anh em nhấp vào cái yêu cầu là ok. Rồi bây giờ anh em sẽ nhấp vào cái từ claim này nhá. Đây claim này này. Đấy, nhấp. Đấy, nhưng mà anh em cuộn lên. Kéo xuống này. Đấy. Kéo xuống. Phí nhá. Phí đây. Bấm xác nhận. Rồi vào ví kiểm tra xem. Rồi như vậy là cái số core là 11 core nhá. Đấy, đã về ví MetaMask. Và cái giá hiện nay 11 core đây là giá là đang là 45 đô. Anh em muốn kiểm tra ở trên cái trình khám phá thì click vào đây. Xong đó vào cái trình khám phá. Dán vào đây. Dán vào chỗ tìm kiếm và bấm tìm kiếm. Đó, thì thấy sẽ thấy được cái số có đã về ví nhá. Đấy. Nhấp vào internal TXNX này, NS này. Thì thấy 11 co về này nhá. Đấy. Mặc dù cái giá khi list sàn thì nó cũng chưa phải là lý tưởng lắm. Tuy nhiên nếu như về lâu về dài thì đây cũng là một cái thành quả tốt của anh em ha. Và anh em nào á mà muốn bán thì có thể bán, mà không thì có thể stake để lấy lãi và chờ một thời gian nữa khi nào giá lên cao thì anh em có thể bán. Rồi như vậy là trên gây đã giao dịch nhá. 14 đô rồi. Đấy, khủng khiếp không? Rồi ôi chết. Bên này có USDT. Chết rồi. Cái cách claim là như vậy nhá. Đây anh em nào đã đi claim được đây rồi. 63 đô. Thử mua xem. Vậy nhấp vào là mình đặt lệnh mua là 0.63 đô thì xem nhá. Mua 100. Xác nhận đi. Đặt lệnh thành công không biết có khớp không.
Chắc là không khớp nổi rồi. Rồi, tạm biệt anh em. Chúc mừng anh em nhé. Rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà thấy video này hay thì có thể chia sẻ cho nhiều anh em biết và cho nó một like. Để ủng hộ kênh của mình thì có thể nhấp vào chuông và đăng ký kênh.